Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đảng trong cuộc sống, chuyên đề công tác tổ chức của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị, văn kiện Đại hội 13 của Đảng khẳng định tăng cường xây dựng Đảng về cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, quán triệt quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ tỉnh Lào Cai, đặc biệt chú trọng tới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị vững về bản lĩnh chính trị, có đức, có tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tỉnh cũng chủ trương đẩy mạnh điều động, luân chuyển để cán bộ không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ tại một cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực, khả năng đáp ứng của đội ngũ cán bộ trong giai đoạn cách mạng mới. Chương trình Đảng trong cuộc sống, chuyên đề công tác tổ chức hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, Lào Cai là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước áp dụng quy định số 65 của Bộ Chính trị về công tác điều động, luân chuyển cán bộ, không để giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp tại một cơ quan, đơn vị, địa phương với các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Quá trình thực hiện đã góp phần nâng cao trình độ cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ được rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện, năng động, sáng tạo hơn trong thực hiện nhiệm vụ, ghi nhận tại huyện Bảo Thắng. Sau gần 10 năm giữ trọng trách là Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng, tháng 5 năm 2023, bà Dương Thị Thanh Hải được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy. Ở vị trí công tác mới, nữ cán bộ này tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Tôi cũng đã được tham gia cái lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo tại Học viện Báo chí Tuyên truyền. Trong cái thời gian đó thì tôi lại được bổ sung thêm về mặt kiến thức, trong đó thì đặc biệt là những cái nghiệp vụ chuyên ngành của tuyên giáo. Đến thời điểm này thì tôi cũng đã khá là tự tin trong cái việc mà thực hiện cái nhiệm vụ mới sau mà một năm được điều động bổ nhiệm. Cũng nằm trong diện cán bộ đã giữ cùng chức vụ liên tiếp 2 nhiệm kỳ, bà Lê Thu Thủy, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, được điều động về giữ chức Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Mặc dù trước đó đã có 15 năm công tác trong ngành giáo dục, song bà Thủy nhận thấy cần phải tiếp tục học tập, cập nhật kiến thức mới đáp ứng được yêu cầu đổi mới quản lý giáo dục hiện nay. Bản thân mình phải tự phấn đấu vươn lên, tự cố gắng thôi ạ. Trước hết là học hỏi đồng nghiệp, và sau là tự học hỏi, phải sâu sát cơ sở, các nhà trường, nắm bắt tâm tư nguyện vọng cũng như những khó khăn vướng mắc ở các nhà trường để có những cái tham mưu với trưởng phòng nâng cao cái chất lượng công tác giáo dục và đào tạo để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo thống kê, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Bảo Thắng đã thực hiện sắp xếp luân chuyển gần 40 cán bộ lãnh đạo quản lý, hạn chế tối đa việc cán bộ giữ chức vụ liên tiếp 2 nhiệm kỳ ở một địa phương, đơn vị. Trong đó có 10 cán bộ thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ huyện ủy. Quá trình điều động, luân chuyển đảm bảo đúng quy định, tạo động lực phấn đấu cho đội ngũ cán bộ. Trên cơ sở là các cơ quan có chức năng tương đồng, cũng như là căn cứ vào trình độ chuyên môn, năng lực sở trường công tác của mỗi đồng chí cán bộ lãnh đạo quản lý để luân chuyển ở những cái vị trí phù hợp. Do đó thì các đồng chí được luân chuyển cũng thấy được tinh thần trách nhiệm của mình khi được cấp ủy đảng, chính quyền giao nhiệm vụ mới. Thì Ban Thường vụ huyện ủy cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo ban tổ chức rà soát tất cả những cái đồng chí cán bộ, kể cả hàng ngũ cấp phó của ủy ban dân, phó bí thư đảng ủy các xã trấn, những đồng chí mà hiện nay giữ hai nhiệm kỳ thì cũng tham mưu ban thường vụ để có cái luân chuyển bố trí phù hợp, làm nào đó là công chí phát huy được cái trí tuệ cũng như là khả năng sở trường của công chí để tránh cái tình trạng này làm theo chủ nghĩa kinh nghiệm. Quy hoạch luân chuyển đúng với quy định, Đảng bộ huyện Bảo Thắng còn đẩy mạnh việc luân chuyển cán bộ các phòng ban cấp huyện về cơ sở, giúp các xã nâng cao chất lượng cán bộ, qua đó nâng cao hiệu quả, lãnh đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị, chủ động luân chuyển, sắp xếp trên tinh thần không để cán bộ đứng đầu cấp ủy, chính quyền là người địa phương. Đây cũng là chủ trương đang được Đảng bộ huyện Bát Sát chỉ đạo triển khai thực hiện. Qua đó xây dựng được tập thể, lãnh đạo vững mạnh, dân chủ, công tâm là điều kiện quan trọng để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nghị quyết đại hội đảng các cấp trên địa bàn.
là một trong hai đơn vị được Đảng ủy xã lựa chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2025-2030, chi bộ trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tòng Sành đang gấp rút cho công tác chuẩn bị. Trong đó, báo cáo chính trị và công tác nhân sự được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã. Được sự quan tâm của Đảng ủy thì đồng chí Phó Bí thư cũng thường xuyên xuống để hướng dẫn nhà trường. Vì vậy mà những cái khó khăn vướng mắc của nhà trường đã được giải quyết và chúng tôi cũng đang hoàn thiện cái hồ sơ và sẽ hoàn thiện trước cái ngày 30 tháng 10 để báo cáo với Đảng ủy. Phó Bí thư Đảng ủy mà bà Hòa vừa nhắc đến chính là ông Bùi Văn Mạnh, từng đảm nhận Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Cốc Mì. Từ đầu tháng 6, ông Mạnh được điều động và chỉ định giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Tòng Sành. Cùng với kinh nghiệm công tác, ông Mạnh luôn chủ động sâu sát, nắm bắt cơ sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở địa phương mới. Thường xuyên đi sâu, đi sát cơ sở và thông qua cái ý kiến của cán bộ, đảng viên trên và nhân dân trên địa bàn để cùng với lại tập thể Đảng ủy có những cái nội dung chỉ đạo sát đúng và trúng với những nội dung của địa phương mới nơi công tác để hoàn thành vượt mức các cái mục tiêu nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025. Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương và tỉnh ủy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện ủy Bát Sát đã điều động 10 cán bộ thuộc phòng ban chuyên môn cấp huyện về xã thị trấn để giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt, đồng thời điều động 37 cán bộ chủ chốt giữa các xã. Cách làm này không chỉ tạo môi trường điều kiện để rèn giũa cán bộ mà còn khắc phục được tính cục bộ địa phương. Với cái địa bàn mà xã mà đặc biệt khó khăn, mà xã nghèo, thì chúng tôi sẽ đưa các cán bộ mà cái vùng miền đó cần phải phát triển với lĩnh vực nông nghiệp, thì tăng cường các cái cán bộ có năng lực chuyên môn về lĩnh vực nông nghiệp thì cũng tăng cường cơ sở đấy. Với đối với cái địa bàn xã mà cần phải phát triển về du lịch thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường các cán bộ có chuyên môn đào tạo về lĩnh vực mà văn hóa hoặc du lịch về đấy để giúp địa phương đó để xây dựng. Các đồng chí bí thư cấp ủy của các đảng bộ, các xã và thị trấn thì đến nay đã được 20/21 các đồng chí là bí thư nhưng không phải là người địa phương. Thế và các bộ phận thì được luân chuyển kịp thời và chúng ta đánh giá đúng người và đúng những cán bộ mà có cái năng lực để cho phù hợp trong cái công tác sắp xếp công việc. Từ đó thì giải quyết các cái chế độ và những cái đề nghị của nhân dân sẽ được đảm bảo kịp thời và nó sẽ đúng quy định hơn. Phát huy kết quả đạt được, huyện ủy Bát Sát đang tiếp tục rà soát, đánh giá, lựa chọn, luân chuyển, tạo môi trường cho đội ngũ cán bộ chủ chốt rèn luyện, cống hiến, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, quán triệt chỉ đạo của Trung ương về công tác cán bộ, tỉnh ủy Lào Cai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, sáng tạo và hiệu quả trên tinh thần nâng cao chất lượng đội ngũ, nhất là cán bộ, lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Thời lượng còn lại của chuyên đề hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với đồng chí Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy xung quanh nội dung này. Vâng, trước hết thì xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham gia trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Vâng, thưa đồng chí, là chất lượng cán bộ, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Vậy thực trạng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ở các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy hiện nay ra sao thưa đồng chí? Tỉnh ủy Lào Cai rất là quan tâm trong cái việc mà xây dựng đội ngũ cán bộ với cái số lượng khoảng 150 đồng chí trong ban thường vụ và khoảng trên 400 đồng chí trong ban chấp hành các đảng bộ trực thuộc. Thì về cơ bản ấy thì cái trình độ đào tạo về chuyên môn và lý luận chính trị đều đáp ứng và chuẩn theo các cái chức danh chức vụ đồng chí đang đảm nhiệm. Về các cái bồi dưỡng kiến thức liên quan đến ngoại ngữ tin học cũng như là kiến thức về an ninh quốc phòng cũng được đảm bảo và cái cập nhật thường xuyên theo cái chức danh đã đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới hiện nay. Vâng, thưa đồng chí, là cái việc chủ động trong công tác điều động luân chuyển, không để cán bộ giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp tại một địa phương đơn vị, cái việc này thì nó có cái ý nghĩa như thế nào trong cái việc nâng cao cái chất lượng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý thưa đồng chí? Trong cái nhiệm kỳ này thì tỉnh Lào Cai cũng quyết liệt hơn
thế và cũng mạnh dạn hơn trong cái việc mà chúng ta mở rộng cái đối tượng mà phải điều động, luân chuyển và sắp xếp. Đó là cái cán bộ kể cả là cấp phó để giữ, không giữ một chức vụ ở một cơ quan đơn vị quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Theo quy định chung thì chỉ áp dụng đối với lại một số cấp trưởng. Quy định 477 của tỉnh ủy Lào Cai về bố trí sắp xếp cán bộ để không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp ở một cơ quan đơn vị với một chức danh ấy, thì đã được triển khai, cũng đã đạt được những cái kết quả rất là tích cực trong cái việc mà nâng cao chất lượng đội ngũ. Trước hết là để cho những cái đồng chí cán bộ này sẽ có thêm một cái môi trường công tác, một cái lĩnh vực công tác mới để thể hiện cái năng lực, cái khả năng thích ứng của mình. Mỗi người cũng chỉ được đào tạo một lĩnh vực, thậm chí có những nhiều người thì công tác ở một lĩnh vực rất nhiều năm. Thế nhưng mà người ta cũng có thể là người ta có những cái năng lực tiềm ẩn, khả năng để nghiên cứu tiếp cận được nhiều lĩnh vực khác. Thế bằng những cái kinh nghiệm của mình ở cái lĩnh vực đã làm hoặc kiến thức đã học, người ta tiếp tục tiếp cận những môi trường khác, người ta có thể mở rộng ra để phát triển hơn nữa và đóng góp tốt hơn cho các địa phương hoặc cái nơi người ta đến công tác. Cái thứ hai là cũng là chính là cũng để cán bộ tránh rơi vào cái kinh nghiệm chủ nghĩa. Cái thứ ba nữa là khi luân chuyển đi thì lại tạo cơ hội cho những cán bộ khác có điều kiện, nhất là những cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, cũng đã trải qua các cái chức vụ cấp dưới, có quy hoạch, có phẩm chất tốt thì có những cái cơ hội vị trí để phát triển lên. Dạ vâng, thưa đồng chí, là Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 thì đang đến rất gần. Vậy công tác nhân sự cho cấp ủy các cấp hiện nay đã và đang được chuẩn bị như thế nào để đảm bảo số lượng cũng như là chất lượng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong cái nhiệm kỳ mới, thưa đồng chí? Sau khi có chỉ thị 3 năm của Bộ Chính trị thì tỉnh ủy Lào Cai cũng đã kịp thời ban hành cái kết luận số 793 để triển khai cái kế hoạch chuẩn bị đại hội. Thế và vừa qua sau khi có cái hướng dẫn 27 của Ban Tổ chức Trung ương về đại hội các cấp ấy, thì tỉnh ủy Lào Cai tiếp tục ban hành cái hướng dẫn số 09 nữa, về tập trung chính về công tác nhân sự chuẩn bị đại hội. Như vậy thì về mặt các cái quy định, các cái hướng dẫn, các cái chỉ đạo của cấp trên và cấp tỉnh triển khai đến các địa phương thì đến thời điểm này thì các văn bản cũng đã cơ bản đầy đủ. Thế thì để chuẩn bị tốt cái nhân sự cho cái nhiệm kỳ tới ấy, thì nó có rất nhiều cái việc để làm. Thì trước hết là trong cái thời gian vừa qua cũng như là gần đây thì ban tổ chức cũng tham mưu cho tỉnh ủy để triển khai cái công tác này. Đánh giá cán bộ trong cái năm vừa rồi chúng ta có làm một cái cuộc là gọi là lấy phiếu tín nhiệm, cũng là một cái việc là phục vụ cái đánh giá cán bộ theo cái quy định 96. Thế và toàn tỉnh thì cũng đã triển khai theo cho gần 500 lượt cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm. Cái thứ hai nữa là thực hiện cái việc đánh giá kiểm điểm hàng năm. Đấy, cũng theo cái quy định 124 của Trung ương rất là bài bản, kỹ lưỡng và đa chiều và có phân cấp để giúp cho cái việc đánh giá cán bộ nó thật sát. Năm nay thì các đảng bộ sẽ tập trung vào cái việc này, cả hệ thống chính trị sẽ tập trung vào việc đánh giá, và đánh giá sẽ gắn với việc chuẩn bị công tác nhân sự cho các cấp ủy rồi các chức danh lãnh đạo trong cái nhiệm kỳ tới, được cái đại hội sắp tới. Cái việc xây dựng quy hoạch thì chúng tôi đã được tiến hành tham mưu rất là sớm. Tháng 5 năm 2022 đã tiến hành cái việc làm quy hoạch trong nhiệm kỳ 2025-2030 rồi. Thế và sau khi làm quy hoạch lần đầu thì hàng năm sau là tiến hành rà soát, điều chỉnh bổ sung trên cơ sở đó để xây dựng các cái kế hoạch đào tạo bồi dưỡng. Từ cái đào tạo bồi dưỡng đó thì chúng ta cũng có một cái số lượng đội ngũ cán bộ cũng đáp ứng được các yêu cầu về các cái tiêu chuẩn chức danh, kể cả đang đương chức và các cái tiêu chuẩn trong cái quy hoạch sắp tới. Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Nội dung cuộc phỏng vấn giữa phóng viên chương trình với đồng chí Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã kết thúc chương trình Đảng trong cuộc sống, chuyên đề Công tác tổ chức số tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.